Nhóm nghiên cứu đã cắt 7.400 phần từ bộ não của một người phụ nữ 65 tuổi đã chết, mỗi phần có độ dày bằng một nửa sợi tóc người, sau đó đưa ra các chi tiết về giải phẫu học và quét chúng lên máy tính với độ chính xác cao. Bước cuối cùng là lắp ráp lại các lát cắt trên máy tính. Kết quả là một bộ não kỹ thuật số với độ sắc nét cao, có thể phóng to để nghiên cứu từng chi tiết lĩnh vực cần quan tâm. Big Brain là một trong số rất nhiều sáng kiến khoa học thần kinh gần đây, độ phân giải giải phẫu học não bộ sẽ cho phép các nhà khoa học có cái nhìn sâu sắc về cơ sở sinh học thần kinh. Các nhà nghiên cứu dự định trích đo độ dày vỏ não để có kiến thức cụ thể về lão hóa và các bệnh thoái hóa thần kinh, đồng thời tạo ra một mô hình não với độ phân giải 1 micron để chụp các chi tiết hình thái học tế bào.